Yeah.
hỏi lại sớm gì tôi mới biết. Cô theo chồng đã được bốn chân qua, mình làm đâu sai hẹn với người ta mà họ đành đón bỏ nhà đi xuống xa. Mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xa không hồn. Nước mắt cũng rơi theo má cũng bên đường, gió đông đùng đùng thổi mạnh đánh đất trời đánh đất cả. Yeah.